Các bạn thân mến, bài học hôm nay sẽ hỗ trợ bạn hiểu thêm về cách dùng Going To, hướng dẫn gốc bằng tiếng Anh, được in trong sách học. Mời bạn cùng theo dõi. Cách dùng Going To, cấu trúc Going To. Chúng ta sử dụng Going To để nói về kế hoạch cho tương lai, thường là tương lai gần. Chúng ta tạo cấu trúc Going To để diễn đạt tương lai gần bằng cách dùng hình thức hiện tại đơn của bi cộng với Going To cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần tới anh ấy sẽ không tham gia kỳ thi nữa lưu ý bạn hãy điền vào các chỗ trống như hướng dẫn trong sách và làm đầy đủ các bài tập trước khi đến lớp tạm biệt và chúc bạn học tốt